everybody. My name is Gabriel. I'm an English teacher and I've been teaching English for about 10 years. So today I would like to show you the differences between talk and speak. So that's where you think you can speak English, but actually you're just talking English or conversing English. So mean, for example, you give somebody some information and they will give you some feedbacks. That's it. But when you are speaking, so it means you are trapped, the audiences maybe to listen to you. They really want to listen to you because you give them something very useful. You give them, how we say, knowledge. So that's why we say you share or you persuade them to believe in something. So you are speaking, not talking. So that's why talk means you make conversations, and speak, you give your opinions, your point of view. It's different. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách khác biệt giữa talk và speak. Có nhiều bạn cho rằng là các bạn đã biết nói tiếng Anh, cho nên bạn nghĩ đâu rằng là bạn có thể là nói lưu loát, bạn nhấn giọng lên xuống, thậm chí bạn cố gắng rằng là bạn bắt chước cái ngữ điệu. Chẳng hạn như nhiều bạn nói cái âm của người Mỹ bằng cách uốn lưỡi. Year, year. I'm 20 years old. Các bạn mệt không? Tôi cũng vậy, tôi hỏi học viên tôi hoài. Các bạn mệt không? Cái tôi thấy mệt á. Các bạn nghĩ rằng là các bạn đang nhái giống người ta, nhưng mà thiệt sự ra các bạn đang làm cái việc nó rất mất tự nhiên. Nhiều bạn có được cái pronunciation rất là tốt, nhưng mà bạn không có điểm nhấn. Bạn đặt ra một câu hỏi mà bạn không có điểm nhấn vào những từ quan trọng. Đó, thì làm sao mà người ta nghe và người ta chú ý vào những từ đó? Bạn lo tập trung vào cái giọng của bạn thôi. Cho nên talk có nghĩa là gì? Là chúng ta có thể là đưa ra được một cái cuộc nói chuyện. Chúng ta đưa ra cái thông tin và chúng ta nhận lại sự phản hồi. Thì đó gọi là talk. Vậy thì rõ ràng là chúng ta đang nói tiếng Anh để làm gì? Để đối thoại với nhau. Vậy là chúng ta đâu phải gọi là speak, mà chúng ta đang là talk. Còn nếu gọi là speak, có nghĩa rằng là khi bạn đưa ra một cái điều gì đó hữu ích, người nghe người ta học được cái gì đó từ bạn và họ cảm thấy thú vị. Cho nên chúng ta gọi là share và chia sẻ. Cho nên talk là tạo ra cuộc nói chuyện. Còn speak là chúng ta đưa ra một quan điểm. Một quan điểm về một điều gì đó. Và chúng ta cố gắng thuyết phục người ta tin vào cái điều đó. Cho nên tôi nói rằng là speak chúng ta sẽ dùng trong discussion, trong debate, trong presentation. Thì người ta mới gọi các bạn là public speaker. Còn nếu chỉ dùng để đối thoại thì đó không được gọi là speak. Đó. Thì đó lý do mà các bạn hiện giờ đang học tiếng Anh rất là, phải nói rằng là theo một cái hướng gì mà tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng bây giờ tôi hỏi nè, bạn tự hào là bạn có cái giọng hay, rồi cái giọng hay đó để làm gì? Cái giọng hay đó có giúp bạn kiếm ra được nhiều tiền không? Thành công không? Không. Cái mà có thể khiến cho bạn là kiếm ra tiền hoặc thành công, đó là cái ý tưởng của bạn, ideas của bạn. Và cái ideas của bạn nó phải độc, nó phải different với là cái ý tưởng của người khác, nó phải special. Đó. Vậy thì muốn có một cái ý tưởng mà ăn tiền, các bạn phải có một cái sự sáng tạo, creativeness. Sáng tạo của các bạn từ đâu? Your imagination. Trí tưởng tượng. Nó đến từ đâu nữa? Your knowledge. Knowledge, kiến thức, đến từ sách báo.
đến từ những cái mà chúng ta cập nhật hàng ngày, đến những cuộc nói chuyện với những người mà trong một cái lĩnh vực nào đó, thì nó sẽ làm tăng cái kiến thức của bạn. Vậy thì khi mà bạn có một cái trí tưởng tượng, một cái đầu óc mà phong phú, một cái đầu óc mà cởi mở, các bạn có một cái kiến thức về mọi lĩnh vực đó, và đương nhiên là nếu mà các bạn sâu được về cái lĩnh vực nào đó thì quá tốt, thì lúc này cái sự sáng tạo sẽ tăng. Mà sự sáng tạo tăng thì cái cuộc nói chuyện của mình nó mới thú vị, người ta mới thích. Rồi thậm chí tôi hỏi rằng là một số bạn đó, thí dụ như bây giờ bạn có một cái sản phẩm bạn muốn bán cho người ta, bạn nói cái gì? Chẳng hạn bây giờ là tôi cho các bạn một cuốn tập, một cái viết, các bạn bán đi. Các bạn nói xin lỗi, tôi là người bán viết, xin lỗi, tôi có một cái sản phẩm này, anh có muốn mua không? Vậy thì các bạn nghĩ đi, bao nhiêu người hiện nay là có cái cách tiếp cận với lại khách hàng mà lôi cuốn? Vậy thì liệu là cho các bạn nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Việt, các bạn đã nói được chưa? Các bạn đã cảm thấy rằng là cái giọng của mình nó có sức thuyết phục chưa? Vậy thì khi mà các bạn không làm được đó trong cái tiếng mẹ đẻ của mình, các bạn đã cho thấy một cái sự mà chán ở trong cái cách nói chuyện của mình. Thì tiếng mẹ đẻ mình chán thì tiếng của nước ngoài nó cũng chán như vậy, người ta vẫn sẽ không muốn nói chuyện với bạn. Cho nên nhiều bạn tôi thấy hiện nay là gì? Cố gắng tìm người nước ngoài nói chuyện, thật ra là bạn chỉ ngồi bạn đặt câu hỏi cho người ta trả lời thôi. Đó. Và nhiều bạn là tôi nói có một cái câu chẳng hạn như nói hoài, và các bạn chỉ hỏi về những vấn đề chung chung, chẳng hạn như rằng là tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, rồi bạn thích đi du lịch không, bạn đã từng ở đó hả, rồi nước bạn sao, đẹp không. Các bạn đủ sức để bàn luận với người ta về những chủ đề như là chính trị, văn hóa, kinh tế hay không? Vậy thì các bạn có được học hỏi với lại người nước ngoài rằng là tại sao nước Mỹ anh có cái văn hóa của anh mới có khoảng 700 năm, nhưng mà anh lại là một trong những nền kinh tế phát triển vượt bậc hàng đầu thế giới, trong khi là Việt Nam mình 4.000 năm nữa mà chúng ta không bằng người ta. Vậy các bạn có biết đem cái thắc mắc đó mà hỏi với người nước ngoài không? Rồi các bạn đã học hỏi được gì từ những cuộc nói chuyện như vậy? Và các bạn có thấy rằng là đầu óc của mình cởi mở ra chưa? Vậy thì tôi nói nội trong cái chữ talk là chúng ta đã chưa làm được đến nơi đến chốn rồi. Chúng ta chỉ có những cái cuộc nói chuyện chán phèo về những chủ đề rất là nông cạn. Và cố gắng là ở đây là chúng ta chỉ có là luyện giọng và luyện listening mà thôi. Cho nên bao nhiêu người tôi nói rằng là hiện giờ các bạn học IELTS, các bạn 8.9 chấm, nhưng các bạn coi những diễn đàn như là TED Talks, bao nhiêu người lên đó trình bày về một cái chủ đề, bao nhiêu người đứng lên đó nói về một cái lý thuyết, no. Các bạn up clip dạy người ta về cái cách mà làm sao để học IELTS, các bạn làm những cái cuộc mà đối thoại IELTS mẫu, nhưng chỉ tới đó. Số lượng clip mà có thể rằng là nâng cao cái tầm vóc về ngôn ngữ, về văn hóa của người Việt mình không nhiều ở trên YouTube. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn thấy một điều rằng là chúng ta talk giỏi hơn chúng ta speak, và chúng ta chưa đạt được cái đẳng cấp của public speaker. Vậy thì tôi hỏi, nếu mà cái tầm của chúng ta chỉ dùng để giao tiếp thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của những công việc thấp, của những công việc không cần sử dụng ngôn ngữ nhiều. Chẳng hạn bạn làm ở phòng lưu trữ hồ sơ, ngày ngày là bạn đến cái kho, bạn ngồi ở trỏng, bạn ít giao tiếp với người ngoài, thì mang tiếng là bạn làm việc cho công ty nước ngoài, nhưng mà thiệt sự bạn đâu có xài cái ngôn ngữ của bạn đâu, bạn không có cái nhu cầu để mà trình bày quan điểm của mình.
Thì đó, hay bạn làm cho một cái nhà hàng nước ngoài, bạn nói chuyện với khách Tây, bạn là phục vụ, bạn chỉ có những cái câu thoại đơn giản là đủ rồi. Cho nên tôi biết rằng là nhiều người muốn rằng là làm cho nước ngoài để lấy cái lương, và chúng ta chỉ làm những công việc thấp thôi. Còn nếu mà bạn làm việc trong một cái môi trường mà nước ngoài chuyên nghiệp, và bạn làm trong một cái phòng, ví dụ phòng kinh doanh, phòng marketing, bạn phải làm việc với các chuyên gia nước ngoài, thì lúc này bắt buộc các bạn phải thảo luận, các bạn phải trình bày, các bạn phải thuyết phục, các bạn phải thỏa hiệp, các bạn phải đàm phán. Thì lúc này cái ngôn ngữ trở nên cực kỳ quan trọng. Bạn nói đôi khi chỉ cần lỡ lời, bạn có thể mất một mối quan hệ với một khách hàng. Bạn chỉ cần bạn nói sai ý, bạn sẽ không thể thăng tiến trong công ty của mình. Cho nên ngôn ngữ lúc này cực kỳ quan trọng. Vậy thì bạn phải là một con người thú vị thì bạn mới tạo ra được một cái điều thú vị. Đó, hãy thay đổi cái cách học và cách suy nghĩ của mình, thì lúc này các bạn mới tìm được một cái đỉnh mới ở trong cái việc học tiếng Anh. Và không phải chỉ riêng tiếng Anh, mà bất kỳ ngôn ngữ nào, và thậm chí cả tiếng mẹ đẻ của bạn, nó cũng sẽ khác đi rất nhiều. Và cơ hội của bạn ở trong đó. Khi ngôn ngữ của bạn đã mạnh, bạn có thể diễn đạt được hết, và người ta hiểu bạn. Bạn muốn nói cho sếp à, sếp ra một quyết định sai lầm, bạn nói thẳng với sếp kiểu đó, bạn nghĩ sếp nghe không? Nhưng nếu bạn có thể thể hiện được sự chân thành của mình, bạn cản sếp là bởi vì bạn muốn tốt cho tập thể, thì ngoài cái sự kiên trì, ngoài cái tâm huyết, các bạn còn phải thể hiện được ra nó. Và đương nhiên khi mà bạn đã làm được điều đó, bạn có thể ngăn được cả sếp mình, và đương nhiên cản được một sự thất bại. Thì bạn nghĩ bạn có thăng tiến trong sự nghiệp không? Tôi cam đoan rằng là chắc chắn có. Bạn chắc chắn sẽ thành công. Hy vọng chúng ta hiểu những gì tôi chia sẻ. Cảm ơn.